chào quý vị và các bạn. Thương hiệu Vinmoto là thương hiệu xe tải dù ra đời chưa lâu nhưng cũng không còn xa lạ với khách hàng và người sử dụng. Vinmoto cũng không ngừng cải tiến kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và cho ra đời những dòng xe chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và mới đây nhất vào tháng 10 năm 2016, Vinmoto cho ra đời dòng sản phẩm VT252-1 trên cơ sở là dòng xe VT252 với tải trọng 2,4 tấn. Ngay bên cạnh tôi đây chính là dòng xe tải VT252-1 với kiểu dáng ngoại thất rất mượt mà và bắt mắt. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về dòng xe này. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngoại thất. Cabin xe được thiết kế tương đối vuông và vuốt tròn tại các góc theo kiểu dáng khí động học nhằm làm giảm được cản không khí và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Đồng thời thiết kế này cũng tận dụng tối đa không gian bên trong khoang lái, tạo cảm giác thoải mái cho lái xe khi sử dụng. Phần ca lăng tản nhiệt được thiết kế với các lỗ tổ ong rất thẩm mỹ, tăng khả năng hút gió để tản nhiệt cho khoang động cơ. Cụm đèn pha lớn dạng đứng với mặt chóa đèn thiết kế hiện đại, độ phản quang tốt giúp ánh sáng tập trung, đảm bảo an toàn cho lái xe khi vận hành vào ban đêm. Giải đèn LED trắng trang trí dọc hai bên hông đèn hỗ trợ ánh sáng gần và tạo sự sang trọng cho xe. Ngoài ra, cụm đèn hậu của xe cũng được thiết kế dạng LED để tiết kiệm điện năng và tăng tính thẩm mỹ cho xe. Cụm đèn sương mù hỗ trợ quan sát gần khi hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống gương chiếu hậu được thiết kế dạng lồi làm tăng góc quan sát phía sau xe. Ngoài ra, phía bên phải xe còn tích hợp gương cầu giúp lái xe có thể chủ động quan sát đầu xe khi xử lý các tình huống giao thông phức tạp. Như vậy, nhìn bề ngoài chiếc xe VT252-1 rất đẹp với những thiết kế khoa học, thẩm mỹ và có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá phần nội thất của xe. Như tôi đã giới thiệu, do cabin được thiết kế tương đối vuông nên tận dụng được rất nhiều không gian và tạo cảm giác thoải mái ngay khi vừa đặt chân lên cabin. Khu vực cắp lô của xe được thiết kế với những đường cong mềm mại, 4 cửa gió điều hòa, được bố trí tại các vị trí thuận tiện với các lẫy gạt chuyển hướng, giúp làm mát cho bên trong cabin. Ngay trước mặt tài xế là vô lăng và bảng đồng hồ tắp lô. Vô lăng được thiết kế 4 chấu và có thể chỉnh góc lên xuống tùy theo sải tay và kích thước cơ thể của người điều khiển. Bảng đồng hồ tắp lô hiển thị đa thông tin nhằm thông báo chi tiết tình trạng hoạt động của xe, giúp cho tài xế có thể chủ động trong việc theo dõi và sử dụng xe. Bên cạnh bảng đồng hồ hiển thị là khu vực điều khiển điều hòa và hệ thống giải trí của xe. Hệ thống giải trí được tích hợp các tính năng hiện đại như đài FM, khe cắm thẻ nhớ và USB giúp lái xe giảm căng thẳng trên những cung đường dài và có thể cập nhật được tin tức mọi lúc mọi nơi. Bên phải cabin có hộc để đồ tương đối rộng rãi, có thể giúp lái xe cất giữ giấy tờ xe và các vật dụng cá nhân. Đối với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, được sử dụng và cảm nhận xe tải một cách tiện nghi cũng là một yêu cầu tất yếu theo sự phát triển của khoa học và công nghệ. Ngoài việc tài xế có thể điều khiển kính cửa xe theo hệ thống công tắc điện, thì xe còn hỗ trợ tự động khóa cửa khi xe đạt tốc độ 20 km/h để đảm bảo an toàn cho người ngồi trong cabin. Mặt khác, một tiện ích nữa mà cũng cần phải nhắc đến, đó chính là hệ thống điều khiển đóng mở khóa cửa từ xa. Tiện ích này giúp tài xế có thể giảm thiểu các thao tác khi sử dụng xe. Và đây là những tính năng mà có thể so sánh với các tiện ích của xe du lịch. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hệ thống chuyển động của xe. VT252-1 có động cơ, ly hợp, hộp số và cầu chủ động nhập khẩu từ Hàn Quốc. Động cơ Hyundai D4BF tích hợp turbo tăng áp, dung tích xi lanh 2476 cm3, công suất cực đại 83 mã lực, mô men xoắn tối đa 196 Nm, cho hiệu suất làm việc cao nhưng lại bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. VT252-1 có công thức bánh xe 4x2 và chỉ sử dụng một kích cỡ lốp là 650x16, chiều dài cơ sở 3150mm, khoảng sáng gầm xe lên đến 195mm, giúp xe có thể chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Và với những lợi thế trên thì thùng xe được thiết kế dài hơn hẳn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Chiều dài lòng thùng lên đến 4140mm nhưng tổng tải trọng của xe lại nhỏ hơn 5 tấn. Và chắc chắn đây sẽ là ưu thế vượt trội mà bất kỳ khách hàng nào cũng muốn sở hữu một chiếc xe VT252-1. Xe có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu vận tải như là nông lâm sản, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh và đặc biệt là mặt hàng ống nhựa có chiều dài tiêu chuẩn 4m. Như vậy, vào thời điểm cuối năm, khi mà thị trường đang nóng lên với rất nhiều chủng loại xe có chất lượng khác nhau, gây khó khăn trong lựa chọn của khách hàng, thì VT252-1 như một điểm sáng mà Vinmoto mang lại cho thị trường xe tải Việt Nam. Với trái tim là hệ thống chuyển động nhập khẩu từ Hàn Quốc và tổng tải trọng nhỏ hơn 5 tấn, xe VT252-1 không chỉ hoạt động tại các vùng nông thôn và ngoại ô mà còn có thể hoạt động được tại nhiều địa bàn nội đô và thành phố với nhiều sự lựa chọn như là thùng kín, mùi bạt, thùng lửng.
màu trắng hoặc màu xanh dương. Khách hàng có thể tìm cho mình một chiếc xe ưng ý nhất nhằm phục vụ cho nhu cầu vận tải của mình. Kính chúc quý khách sẽ tìm được một chiếc xe như ý. Tạm biệt và hẹn gặp lại.